Đầu tiên chúng ta sẽ đến với lại dạng toán ray of change. Đây là một dạng toán nằm trong học kỳ 1 thôi, nên là chúng ta sẽ đi qua một bài của dạng toán này. Rồi trước chúng ta sẽ xử lý cái phương trình về toán cho trước, đó là chín là bình cộng r bằng 36. Rồi nên chúng ta sẽ xem là bài toán cho chúng ta những cái dữ kiện gì. Rồi đầu tiên đó là bài toán cho là bài toán hỏi chúng ta là tìm ray of change của number of housing. Ray of change của number of housing tức là bài toán đang hỏi chúng ta đó là n phẩy bằng bao nhiêu. Để tìm được n phẩy chắc chắn chúng ta sẽ đạo hàm hai vế, tức là cho sẽ đạo hàm hai vế này theo ảnh t thời gian, là mình đạo hàm là bằng lượng 18n nhân cho n phẩy ảnh t. Đó, ok, cộng thêm r phẩy thành t 36 đạo hàm thành số 0. Chúng ta sẽ suy ra được đó là gì? N phẩy chính là bằng trừ tốc độ chuyển vế qua là trừ r phẩy chia cho 18n. Và chúng ta cần tính thêm r phẩy và 18n nữa là xong. Rồi, tiếp theo mình đánh cho chúng ta cái mod gate rate này là 11% per year. Tức là sao? Là R sẽ bằng 11, đúng không? Mod gate rate này là RT. Rồi tiếp tục, mình đánh cho nó đang tăng với tốc độ là 1,5% mỗi năm. Tức là sao? Tức là R phẩy chính là bằng 1,5 và nó dư 1,5 vì đang tăng. Rồi, vậy thì chúng ta đã có R phẩy, vậy chúng ta cần tìm thêm N ở dưới mẫu nữa là xong. Thì chúng ta đã có từ cái phương trình ban đầu về toán cho, tức là 9N bình cộng với lại R bằng 36. Nên mình dễ dàng mình suy ra được đó là gì? N bình nó bằng 36 trừ đi R chia cho 9. Đúng không? Để cho tính được N thôi. Mình lấy 36 trừ cho R là 11 đúng không? Mình chia cho 9. Mình lấy căn bậc 2 đi, nó là chắc chắn là 5 phần 3 đúng không? Thì đây mình lấy thế vào. Dưới mẫu là 5 phần 3. Còn trên tử nó là trừ R phải là trừ 1,5. Bấm máy nữa là được. Trừ 1,5 chia cho 18 nhân cho 5 phần 3. Đây, thu đáp án này đây là trừ 0,05. Trừ 0,05. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến với lại ứng dụng của nguyên hàm. Thì đây là câu số 5. Thì bài toán cho chúng ta sẽ gặp yêu cầu bài toán cho hàm số f với phương trình tiếp tuyến f phải x, đúng không? Hệ số góc của tiếp tuyến là f phải x là bằng x nhân cho e mũ trừ 3x. Đây, f phải x bằng x nhân e mũ trừ 3x tại tại mọi điểm x. Vậy thì bài toán kêu là xác định phương trình của hàm số f, biết rằng f đi qua điểm 0,0. Đây, và chắc chắn chúng ta sẽ dùng cái f phải này chúng ta tính nguyên hàm lên, sau đó chúng ta sẽ sử dụng cái điều kiện nó đi qua 0,0 để chúng ta tìm hàm số c đó là xong. Bây giờ mình tính nguyên hàm của x nhân e mũ trừ 3x. Rồi thì chúng ta sẽ sử dụng phương pháp nguyên hàm từng phần đúng không? Thì đây là mình sẽ coi đây là nguyên hàm của UDV đúng không? UDV. Vậy chúng ta sẽ xác định thôi. Thì chúng ta có nhớ cái thứ tự khi chúng ta lấy nguyên hàm từng phần đó là log đa lượng và mũ. Chúng ta sẽ nhìn thì cái e mũ x này thuộc cái hàm mũ và cái x này thuộc hàm đa thức đúng không? Cho nên là mình sẽ đặt u bằng x và e mũ trừ 3x dx là bằng dv. Đây, u và dv chúng ta sẽ suy ra được đó là du thì sẽ bằng dx, còn v thì sẽ bằng cái gì? Là nguyên hàm của bên đây lên, nguyên hàm này là e mũ trừ 3x chia cho trừ 3, nguyên hàm của u dv thế bằng lấy u nhân v là x nhân e mũ trừ 3x chia cho trừ 3 trừ đi vdu, trừ đi nguyên hàm của v nhân du, tức là mình cộng với lại 1 phần 3 e mũ trừ 3x dx bên đây. Rồi thì cái này bằng cái gì? Bằng trừ 1 phần 3 x e mũ trừ 3x. Rồi nguyên hàm của cái này là bằng cái gì? Cộng với lại e mũ trừ 3x chia cho 9. Và mình phải cộng thêm cái hàm số c đây nữa. Rồi vậy thì cái này là bằng fx ở đây đúng không? Fx bằng cái này, nguyên hàm của UDV. Rồi vậy thì chúng ta sẽ sử dụng điều kiện đó là fx đi qua điểm 0,0 tức là f0 bằng 0. Ta thay x bằng 0 vào thì lượng này hết,
được bằng xong đi thì còn lại là 1/9 đúng không? Cộng với lại C thì bằng 0. Và chúng ta sẽ suy ra được đó là C bằng trừ 1/9. Cái này là bằng trừ 1/9. Rồi, vậy đây là hàm F theo yêu cầu bài toán nó cần tìm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với một câu tính nguyên hàm. Bài toán cho là nó có phương trình lợi nhuận của nó khi sản xuất x, x item, đó là Px. Bài toán cho P phẩy bằng như đây. Và chúng ta biết được P không bằng không nữa rồi. Vậy chúng ta sẽ giải thôi. Thì chúng ta biết được là P phẩy x bằng 110 e mũ trừ 0.1 x. Chúng ta cần tính P đúng không? Thì Px bằng nguyên hàm của cái P phẩy này, tức là nguyên hàm của 110 e mũ trừ 0.1 x đến. Rồi cái này bằng cái gì? Mình sẽ đưa 110 ra ngoài, chia cho cái trừ 0.1 ở đây. Và đây là e mũ trừ 0.1 x cộng thêm thằng số C vào nữa. Rồi chúng ta có được là P0 bằng 0. P0 bằng 0. Và chúng ta sẽ suy được đó là mình sẽ thế số 0 ở bên đây. Cái E này bằng 1. Còn lại đằng trước đây là trừ 1100 đúng không? Trừ 1100. Cộng với lại C bằng 0. Đúng không? P0 bằng 0. Chúng ta sẽ suy được đó là C bằng 1100. Vậy thì nó hỏi thì lợi nhuận công ty thu được, profit, có thể cho số sản phẩm chạy đến vô cùng. Là lợi nhuận công ty khi nào, khi mà cái số sản phẩm chạy đến vô cùng, tức là họ lim khi mà cái x chạy đến vô cùng của Px sẽ bằng cái gì, thì nó sẽ là bằng lim của x chạy đến vô cùng. Px là 110 chia 0.1 nếu trừ ở đây thì cho e muốn trừ 0.1 x cộng với lại c là cộng với 1100. Các bạn biết rồi, khi mà x chạy đến vô cùng thì e mũ trừ 0.1 x này nó sẽ tính đến 0 đúng không? Cho nên là cả cái cụm đầu này nó bằng 0. Thì còn lại 1100 nữa thôi, thì bằng 1100. Đây là đáp án của bài toán. Chúng ta sẽ đến với lại hai câu thuộc dạng tích phân bất định. Thì đây là hai câu trắc nghiệm. Sử dụng cách là chúng ta sẽ dùng Casio để chúng ta xử lý hai câu này. Câu ở trên, bán cơ tính tích phân từ 0 đến dương vô cùng của biểu thức này. Thì nếu như mà để ý thì chúng ta có thể thay cái dương vô cùng này một cái số rất là lớn, chúng ta thay số 50 đi. Vậy chúng ta chỉ việc bấm vào máy tính là xong, phân từ 0 cho đến 50, thay cái dương vô cùng là 50, nó nhập biểu thức bên trong lại. Căn 2 của 1 cộng x chia cho 2 cộng 7x. Rồi chúng ta thu được 2,025. Thì các bạn thấy rất là xa số 0 nên loại câu A. Tương tự rất là xa cái LN2 với LN3, chúng ta sẽ chọn phương án đây là phương án B. Ở câu 20 chúng ta sẽ thử bấm máy cái tích phân này trước xem nó ra cái gì không. Tích phân từ 0 đến 4, 1 chia cho 8 chữ x nhân cho căn bậc 2 của 4 chữ x. Đây bị lỗi phép tính thì ta dễ dàng thấy nó bị lỗi, bởi vì chỗ này là số 4 và trong đây lại có căn bậc 2 của 4 chữ x, thì ta thay số 4 vào trong đây nó thành không đúng không? Cái mẫu là số 0, không được. Nên cái cách chúng ta sẽ xử lý, chúng ta sẽ thay cái số 4 này, cái 4 này bằng một con số gần với số 4. Nhưng mà nó phải đảm bảo điều kiện đó là cái căn này phải có nghĩa, tức là x phải bé bằng 4. Mình sẽ chọn nó là 3,9999 đi chẳng hạn. Và mình sẽ bấm máy lại thử để xem nó ra như thế nào. Phân từ 0 đến 3,999 của 1 chia cho 8 chữ x nhân căn bậc 2 của 4 chữ x. Rồi ta thu được là 0.78 như thế này. Mình thấy nó có dạng là pi chia cho một số đúng không? Pi chia cho một số. Thì mình sẽ lấy cái này pi chia cho cái này đi, nó ra như cái gì? Các bạn thấy không? Nó ra 4,02, nó rất là gần số 4. Thì mình chọn phương án đúng đây là phương án A. Còn nếu như các bạn chọn càng nhiều số 9 nữa, chẳng như là 999 nữa, nó sẽ càng ngày nó càng sát với lại cái số 4 thôi, đúng không? Cái mẫu của nó. Ta đến với lại những cái câu liên quan đến ứng dụng của tích phân. Thì như bạn thấy con số 3 này, đây là công là một cái ứng dụng của tích phân. Thì bạn chỉ cần quan tâm ba điều kiện. Thứ nhất, nó chạy từ đâu đến đâu. Phân chạy từ 1 đến 10 của cái gì? Của cái hàm F lớn nhất. Đó, vậy là xong rồi. Bật máy tính nữa là được. X bình cộng 3x chia cho x cộng 1 nhân cho x bình cộng 1. Rồi cho bấm máy tính nữa là được. Phân đi từ 1 đến 10. X bình cộng 3x
chia cho x cộng 1 nhân cho x bình cộng 1. Đây, thu đáp án là xấp xỉ 2,90, này xấp xỉ 2,90. Chúng ta tiếp tục đến một câu ứng dụng của tích phân. Thì đây là tính tính thể tích của một vật thể khi chúng ta biết được mặt cắt của nó, diện tích mặt cắt tại x. Thì công thức của nó chính là gì? Tích phân đi từ A đến B của đây. Và chúng ta sẽ áp dụng bài toán này. Đầu tiên là tích phân này chạy từ đâu đến đâu? Đây là chạy từ trừ 2 cho đến 2 của cái gì? Của AX. Chúng ta xác định được cái mặt cắt này nữa là xong. Cái mặt cắt này là một hình tam giác. Đây là một cái tam giác cân, đúng không? 1/2 lần độ dài cạnh đáy nhân chiều cao. Chiều cao là B. Cạnh đáy ở đây, một nửa đoạn này là căn bậc 2 của bình trừ a bình, thế là phải nhân 2, nó sẽ nhân với lại 2 lần căn bậc 2 của a bình trừ x bình. Cái này bằng bằng b nhân cho căn bậc 2 của a bình trừ x bình. Do thế vào đây, tích phân từ trừ 2 đến 2 của a x b căn bậc 2 của a bình trừ x bình. Đây là trừ 2 đến 2, b nó cho b bằng 3 đúng không? B bằng 3. Còn A bằng 2, 2 bình là 4 chữ bình. Ở cho bấm máy nữa là được. Phân từ trừ 2 cho đến 2 của 3 lần căn bậc 2 của 4 chữ bình. Để cho thu được đáp án ở đây là 18.85, xấp xỉ 18.85. Rồi, do mình đang dạy nhanh nên mình thiếu, nhưng mà phải thêm ở đây nhớ nha, thêm dx ở đây vào. Khi do trình bày tự luận thì chúng ta phải có dx ở đây. Còn tiếp theo chúng ta đến với một ứng dụng tiếp của tích phân. Thì đây là người ta gọi đây là Atlan, đúng không? Nó sử dụng công thức Atlan để chúng ta tính đoán hỏi chiều dài của quỹ đạo của cái viên đạn nó bay được. Đấy, cái chiều dài của cái cung parabol này. Để biết được phương trình của nó. Đây thì công thức của nó là tích phân đi từ A đến B căn bậc 2 của 1 cộng y phải bình phương. Và chúng ta sẽ thế vào thôi. Tích phân đi từ A là một điểm đến điểm còn lại là B, là đi từ 0 cho đến điểm. Điểm này thì chúng ta đâu biết bao nhiêu đâu, thì chúng ta phải giải phương trình hoành độ giao điểm của nó. Chúng ta cho y bằng 0 căn bậc 2 của 3x trừ bình chia 400 cho cái này bằng 0. Chúng ta đã có này có một nghiệm là 0 rồi, nên mình có thể gạt đi x được, tức là căn 3 sẽ bằng x chia 400 đúng không? Thì cái cạnh còn lại sẽ là 400 căn 3. X bằng 400 căn 3 ở đây. Ở căn bậc 2 của 1 cộng với lại y phẩy bình, mình tính y phẩy thôi, y phẩy là bằng trừ x chia 200 đúng không, cộng với lại căn 3, đấy mình nhập vào đây là trừ x chia 200 cộng với lại căn 3 bình phương, và còn lại mình bấm máy tính nó là xong. Phân từ 0 cho đến 400 căn 3 căn bậc 2 của 1 cộng với lại trừ x chia 200 cộng với lại căn 3 cả bình phương. Đây, chúng ta thu được đáp án là 956.211. đây 956.211 rất là giống phương án D rồi đúng không? Đây, phương án D đúng luôn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với lại những câu thuộc cái dạng sử dụng định lý cơ bản của giải tích Fundamental Theorem of Calculus. Ok, thì bài toán cho hàm số fx bằng tích phân từ 0 đến x của cos t bình tính a bằng d trên dx của f căn x. Thì nếu như bạn nào cố gắng thì nguyên hàm của cos t bình điều này là không thể, nên chúng ta sẽ sử dụng định lý cơ bản của giải tích như sau. Thứ nhất là chúng ta có là a bằng d chia dx đạo hàm của f căn x. Đây là đạo hàm của hàm hợp đúng không, thì trước hết chúng ta phải nhân cho cái lượng bên trong đạo hàm, tức là u phẩy, tức là 1 chia 2 căn x nhân cho f phẩy của u là f phẩy căn x rồi. Vậy chúng ta cần tính f phẩy căn x nữa là được. Và vậy thì chúng ta có như sau, fx nó bằng cái gì? Bằng tích phân từ 0 đến x của cos t bình dt. Rồi, và chúng ta tính được f phẩy x bằng cái gì? Thì theo định lý đó thì chúng ta sẽ tính đạo hàm của cạnh trên, đó là 1, nhân cho mình thay cái này vào đây là cos t bình. Ở đây thành cos x bình. Còn cạnh dưới là số 0, đạo hàm là 0. Khi mình nhân vào thì mình bỏ đi. Vậy f phải x nó sẽ bằng cos của x bình. Vậy thì chúng ta sẽ suy ra được đó là cái này bằng 1 chia 2 căn x.
f phẩy tại căn x, tức là mình sẽ thay thay x bằng căn x vào đây, đúng không? Thay x bằng căn x vào thì cái này nó sẽ trở thành cos của x thôi. Cái này sẽ bằng 1 chia 2 căn x nhân cho cos x. Và mình sẽ ghi lại cho nó gọn, nó là bằng cos x chia cho 2 căn x. Chúng ta đến với câu tiếp theo. Cho hàm số g là một hàm số xác định bởi gx bằng x phân từ 2 đến x cộng 10 của cos t bình. Và chúng ta cho là y bằng x cộng b là phương trình của tiếp tuyến tại g, của g tại điểm m. Biết x cho x bằng trừ 8, đó cho tính a và b. Thì để tính được phương trình tiếp tuyến thì chúng ta có là cần tính g phải x. Thì theo định lý cơ bản của tích phân thì chúng ta sẽ lấy đạo hàm cạnh trên là 1, rồi mình nhân với lại, mình thay cạnh trên nó vào là cos của x cộng 10 tất cả bình. Và còn cạnh dưới thì là số 2 đạo hàm, nó là hết rồi. Mình thì chúng ta còn được như đây thôi, g phải x. Và bài toán cơ là thì a chính là bằng cái gì? G phải lại x bằng trừ 8 là bằng cos của 2 bình là 4, cos của 4, cái a bằng cos 4. Hôm nay chúng ta cần tính b. Phương trình tiếp tuyến nó là y bằng g phẩy x không nhân cho x chứa x không cộng với lại y không. Thì chúng ta có là g phẩy x không, thì chúng ta biết được g phẩy nó là bằng cos 4 rồi, là cos 4 nhân cho x trừ cho trừ 8 là x cộng 8 cộng với lại y không là gì, chúng ta thay cái điểm x bằng trừ 8 vào cái tích phân này, nó là bằng cái gì? Tích phân từ 2 đến 2 luôn cos t bình. Thì bấm rồi, nếu như cạnh trên bằng cạnh dưới thì tích phân này sẽ bằng 0. Cho nên nó bằng 0 ở đây. Thì chúng ta sẽ suy được đó là B là bằng cái gì? Cho nhân phân phối vào. Cos 4x cộng 8 nhân cho cos 4. Chúng ta có được là cái thằng trước đây là A. Cos 4 thì chúng ta đã tìm được. Và cái thằng sau đây là B. Bằng 8 cos 4. Và tiếp theo nó sẽ đến với lại một ứng dụng của phương trình vi phân cấp 1. Trước hết là bài toán cho chúng ta một cái hàm dy chia dt bằng k lần y nhân cho 1 trừ y chia m. Và chúng ta nhìn ngay được cái này thuộc dạng separable equation, đúng không? Separable. Thế tách ra là dy với y một bên, dt với cái gì đó một bên. Mình sẽ tách ra đó là dy. Và bây giờ mình chuyển về cái y nhân cho 1 trừ cho y chia m đây qua đây. Là y nhân cho 1 trừ y chia cho m sẽ bằng cái gì? Bằng k lần mình đưa cái dt lên trên tự bên đây là dt. Và bây giờ mình sẽ lấy nguyên hàm của hai vế, nguyên hàm của cái này bằng nguyên hàm của cái này. Và vậy mình sẽ trước hết là mình sẽ quán, mình tắt cái này ra trước đã. Y nhân cho 1 trừ y chia m, đúng không? Mình sẽ tắt nó ra như thế nào? Thì nó sẽ là bằng a lần chia cho y cộng với lại b lần của 1 trừ y chia cho m. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quy đồng cái từ lên là bằng cái gì? A nhân cho 1 trừ y chia cho m cộng với lại bên đây là cộng với lại bi. Rồi từ cái mẫu chúng ta không cần quan tâm nữa. Rồi chúng ta sẽ cho hai cái hệ số này bằng nhau, chúng ta sẽ đồng nhất cái hệ số để chúng ta giải được a và b. Thì như các bạn thấy tương tự là số 1 là bậc 0, đúng không? Còn bây mình nhân phân phối vào để mình rút gọn, tức là cái này là có b trừ đi a chia m, mình nhân với lại y, đúng không? Mình nhân vào rồi mình cộng với lại a thì mình sẽ thấy cái này là hệ số tự do, nó là 1, mà chứng tỏ hệ số tự do đây a cũng bằng 1. Mình suy ra được là a lớn bằng 1 và cái thằng trước cái y này phải bằng 0, đúng không? Do cái đầu bên trên bể bên tay trái này không có bậc 1, tức là b bằng với lại a chia cho m. Vậy chúng ta sẽ suy ra được là b nó sẽ bằng mũ chia m thôi. Vậy chúng ta sẽ quay ngược lại. Vậy đây, với bên tay trái nguyên hàm của nó là bằng nguyên hàm của cái gì? 1 chia cho y, đúng không? Cộng với lại b là 1 chia m chia cho 1 trừ y chia cho m. Rồi bây giờ mình tính nguyên hàm của cái này trước, nó bằng cái gì? Đây mình quan sát đây, nguyên hàm của 1 trên y là ln của y. Thì cái này đây có 1 trên m trên tử, đúng không? Mình nhân cái m vào dưới mẫu đi thì nó sẽ bằng cái gì? Đây là 1 chia cho, mình nhân m vào mẫu nó là m trừ đi y, đúng không? Thì nguyên hàm của cái này là bằng cái gì? Và mình đặt dấu trừ ra ngoài, mình là trừ 1 chia cho y trừ đi m. Thì nguyên hàm của nó là bằng, đây là thành dấu trừ, trừ cho ln của y trừ đi m, đúng không?
Rồi, thì mình đưa thành phép chia thôi. Ln của y chia cho y trừ đi m. Rồi, chúng ta đã xong nguyên hàm của bên tay trái. Nó sẽ bằng nguyên hàm của bên tay phải, tức là k lần t đúng không? Kt cộng với lại một cái hằng số c. Thì mình phải chọn khôn ngoan, là mình chọn nó bằng cái gì? Bằng ln của c. Tại vì bây giờ khi mà mình em mũ lên thì nó sẽ rút gọn lại cái lnc này, nó sẽ dễ dàng tính hơn thôi. Tại vì mình sẽ suy ra được ở đây, mình em mũ hai vế lên, y chia cho y trừ m bằng em mũ kt cộng với lại lnc. Và các bạn biết rồi, em mà mũ a cộng b thì mình tách nó ra là bằng em mũ kt mình nhân với lại em mũ lnc, mà em mũ lnc này bằng c rồi, vậy nó bằng c lần em mũ kt. Để chúng ta nó biến đổi được là y chia cho y trừ m bằng c lần em mũ kt. Biết y không bằng 2 nhân 10 mũ 7, tức là chúng ta sẽ thay thay t bằng 0, y bằng 2 nhân 10 mũ 7 vào thì chúng ta sẽ giải ra c thôi. Thay t bằng 0 vào thì tức là vế bên đây đây sẽ là bằng em mũ kt là em mũ 0 là 1 đúng không? Rồi c nó sẽ bằng cái gì? Ta thay y bằng 2 nhân 10 mũ 7 vào. 2 nhân 10 mũ 7 chia cho cái gì? 2 nhân 10 mũ 7 trừ đi em m lớn. Và các bạn biết rồi, m lớn là bằng 8 nhân 10 mũ 7 trừ đi 8 nhân cho 10 mũ 7. Chúng ta sẽ dễ dàng suy ra được đó là c bằng cái gì? Đây là trừ đi là 6 đúng không? Là c bằng trừ 1 phần 3 thôi. Đó, thì chúng ta sẽ kết luận được cái này là bằng trừ 1 phần 3 e mũ kt. Và các bạn biết k bằng 0.71 do nó cho trên đề rồi. Vậy chúng ta sẽ ghi ra được phương trình chúng ta cuối cùng chúng ta thu được đó là cái gì? Y chia cho y trừ m bằng trừ 1 phần 3 lần e mũ 0.71 nhân cho t. Rồi ok. Nó kêu tìm biomass sau 1 năm, tức là t bằng 1 đúng không? Đây t là measure in year, tức là t thay đổi theo thời gian đúng không? T được đo theo đơn vị là thời gian là năm. Đúng không? Đó, thì nó kêu tìm biomass, tức là tìm y y1. Đó, tính y1 thôi. Rồi, chúng ta tính y1 đúng không? Y1 là mình chỉ cần việc thay t bằng 1 và m là bằng t đã cho 8 nhân 10 mũ trừ 7 vào là mình xích số thôi. Tức là mình lấy phân số đây, đây là x chia cho x trừ 8 nhân 10 mũ 7 đúng không? 8 nhân 10 mũ 7 nó bằng cái gì? Đây là trừ 1 phần 3 nhân cho e mũ 0.71t, t bằng 1 là 0.71. Chúng ta xích số nó là được. Chúng ta giải ra đó, chúng ta thu được câu A là nó sẽ bằng 3232412. Y1 sẽ xấp xỉ 3232412.68. Đây, câu A chúng ta thu được Y1 xấp xỉ 3232412.68. Ta sẽ đến với câu B. Câu B nó hỏi là T bằng bao nhiêu để đạt được là Y bằng 4 nhân 10 mũ 7. Mình chỉ cần thay 4 nhân 10 mũ 7 vào là được. Và mình thay Y bằng 4 nhân 10 mũ 7 mình thay vào, tức là 4 nhân 10 mũ 7 chia cho 4 nhân 10 mũ 7 trừ đi 8 nhân 10 mũ 7 ta sẽ bằng cái gì? Bằng trừ 1 phần 3 nhân cho e mũ 0.71t. Rồi bây giờ mình chuyển shift số nữa là xong. Thì nếu bạn nhẩm nhanh được cái vế bên tay trái này chắc chắn nó là bằng trừ 1 phần 2 đúng không? Trừ 1 phần 2 mình chuyển vế qua bên đây nữa là được là ở 3 phần 2 đúng không? 3 phần 2 bằng e mũ 0.71t. Mình lấy ln hai vế là 0.71t. 1 t bằng ln của 3 phần 2. Vậy suy ra được là t sẽ bằng cái gì? Được t sẽ bằng 1 chia cho 0.71 ln 3 phần 2. Đây là đáp án cuối cùng của bài toán. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với lại dạng bài liên quan đến phương trình bi phân cấp 2. Chúng ta có câu là y2,5y,6y bằng 6 nhân em mũ 4x. Và ngắn kia chúng ta giải phương trình bi phân cấp 2 này. Và trước hết chúng ta sẽ nhớ đó là đây là dạng non-homogeneous do cái vế bên tay phải nó khác không. Cho nên cái nghiệm y sẽ bao gồm hai thành phần, tức là bằng y0 cộng với lại is. Trong đó y0 là chúng ta giải theo cái cách homogeneous, còn is là chúng ta sẽ đoán cái dạng của nó. Rồi chúng ta có là y0 như thế nào đây? Đầu tiên chúng ta sẽ xét phương trình đặc trưng. Ở đây là k bình trừ 5k cộng với 6 bằng 0. Phương trình này có hai nghĩa phân biệt là k bằng 2 và k bằng 3. Rồi, sau khi chúng ta tìm được hai nghĩa phân biệt của nó thì chúng ta sẽ kết luận được là y0 sẽ có dạng
đó là bằng C1 E1 K1X, đây là K1 bằng 2 E mũ 2X cộng với lại C2 E mũ K2X, đó là E mũ 3X. Đó, ok, đã được thành phần đầu tiên, tìm đến thành phần IS nữa là xong. Thì như các bạn thấy, thành phần IS thì nên nó có dạng là 6 nhân cho E mũ 4X, chúng ta sẽ chọn thôi. IS là bằng cái gì? Đa thức đây là K. Nhân cho E mũ tương đương luôn là E mũ 4X. Đây, ta sẽ chọn nó. IS bằng K nhân E mũ 4X. Và nếu như bạn nhìn thấy thì chúng ta sẽ quan tâm đến cái số ở trên mũ là số 4 đây. Thì xem cái phương trình đặc trưng nó có nghiệm là 4 hay không thì rất là may nó có nghiệm là 0 với lại 3. Cho nên chúng ta sẽ chọn được là IS bằng K nhân E mũ 4X. Còn nếu như nó có dính một nghiệm thì ta phải nhân thêm x ở đây nữa. Dính hai nghiệm là nghiệm kép bằng 4 luôn. Thì là x bình ở đây. Và do nó không dính nghiệm nào nên chúng ta chỉ có là K nhân E mũ 4X. Rồi, vậy chúng ta sẽ thay vào đây tức là chúng ta tính y 2 phẩy. Đây là y 2 phẩy. Nó là bằng 16k E mũ 4X đúng không? Rồi, trừ đi 5 lần y phẩy. Y phẩy là 4k và nhân 5 là trừ đi 20k E mũ 4X cộng với lại 6y cộng với lại 6k E mũ 4X. Cái này bằng 6 nhân E mũ 4X. Được, đây là 16k cộng với lại là 22 trừ đi 20 là còn 2k. Đây đây còn lại là 2k đúng không? 2k sẽ bằng với 6, 7k bằng 3. Vậy thì ta sẽ xem được đó là nghiệm IS ở đây sẽ bằng 3 nhân E mũ 4X. Rồi vậy chúng ta sẽ kết luận được phương trình vi phân cấp 2 này sẽ có nghiệm tổng quát của nó là y bằng với lại C1 E mũ 2X cộng với lại C2 E mũ 3X. Chúng ta cộng thêm với nghiệm IS này nữa, cộng thêm 3 E mũ 4X. Đây là kết luận cuối cùng của bài toán. Rồi chúng ta sẽ đến với lại một bài toán liên quan đến phương trình vi phân cấp 2 nữa. Trước hết chúng ta nhớ luôn là phương trình vi phân cấp 2 có nghiệm tổng quát, đó là y là bằng y0 cộng với lại IS. Trong đó y0 là nghiệm theo chúng ta giải theo cái cách homogeneous và IS là cái nghiệm cho đoán. Rồi thì trước hết chúng ta sẽ xét cái phương trình đặc trưng ở đây. Đây là k bình trừ 5k bằng 0. Chúng ta sẽ có hai nghiệm đây là 0 và 5. Rồi vậy thì chúng ta có thể suy ra được đó là y0 sẽ bằng cái gì? C1 e mũ 5x cộng với lại C2 e mũ 0x mà e mũ 0x bằng 1 thì chúng ta sẽ cộng với lại C2 ở đây. Rồi còn IS thì chúng ta sẽ đoán cái dạng của nó. Anh nhìn bên phải của nó đúng không? Đây là một đa thức bậc 2, chúng ta sẽ chọn nó là bằng AX bình cộng với lại BX cộng với lại C. Và chúng ta sẽ xem là nếu như là đa thức thì chúng ta cần quan tâm đến cái số 0. Thì chúng ta sẽ nhìn xem số 0 này có phải là nghiệm một cái phương trình đặc trưng không? Nó rất trùng hợp là nó có một nghiệm đơn là số 0. Cho nên chúng ta phải nhân thêm x ở đây nữa. Còn nhiều bạn sẽ hỏi số 0 ở đâu ra thì chúng ta sẽ tưởng tượng cái này nhân cho e mũ 0 không x đúng không? Chúng ta cần quan tâm đến cái số trên e mũ bao nhiêu đó thì e mũ 0x. Rồi, bây giờ chúng ta đã có IS rồi, bây giờ chúng ta sẽ thế vào bên thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ tính y 1 phẩy trước. Là gì? Mình nhân vào luôn đi, ax mũ 3 cộng bx bình cộng với lại cx. Rồi, mình tính y 1 phẩy bằng cái gì? Bằng 3ax bình cộng 2bx cộng với lại c. Y 2 phẩy sẽ bằng 6ax cộng với lại 2b. Và mình lấy y 2 phẩy mình trừ đi 5 lần y phẩy. Thế nên chúng ta sẽ thu được cái gì đây? Y 2 phẩy giống như là trừ 5 lần y phẩy. Vậy bậc cao nhất là x bình thì nó không có cái gì hết là trừ 5 lần này, trừ 15 a bình. Tiếp theo là đây là 6 a x trừ đi nhân 5 vào đây là 10b là 6 a cộng với lại 6 a trừ đi 10b nhân cho x. Còn hệ số tự do là cộng với lại 2b trừ đi 5c. Rồi. Và chúng ta sẽ đồng nhất hệ số với lại 2x bình cộng 8 đúng không? Cái này sẽ bằng với lại 2x bình cộng với lại 8. Thì chúng ta sẽ suy ra được ở đây đó là trừ 15a bằng 2. Vậy a sẽ bằng trừ 2 chia cho 15. Rồi. Còn cái ở giữa đó là hệ số 6a trừ 10b của x. Bên đây không có x, bên tay phải không có x cho nên này bằng 0. Là 6a bằng với lại 10b. 6a bằng 10b về suy ra được đó là b sẽ bằng cái gì? Nhân 6 ở đây là trừ 12 chia 15 chia đi 10. Trừ 12. Trừ 12 chia 15 mình chia đi 10 là b thôi, trừ 2 chia 25.
Rồi, bây giờ chúng ta còn nữa là 2B Đúng trừ rồi. 5C bằng 8 đúng không? Phần tự do bên đây bằng Ok. tự do bên đây. 2B trừ 5C bằng 8. Và chúng ta sẽ suy ra được đó là C bằng cái gì? Để 2 nhân B là 2 nhân A trừ đi 8. Thì ra 5C đúng không? Lấy cái này mình chia đi 5 là C thôi. Trừ 204 chia 125 bằng trừ 204 chia cho 125. Vậy thì chúng ta sẽ suy ra được nghiệm IF là bằng cái gì? Rồi vậy mình kết luận thẳng luôn đi, nghiệm tổng quát của nó đó là Y thì chính là bằng C1 E mũ 5X cộng với lại C2, đây là mình ghi nhầm lên nha, 5X trên đây cơ. Ok. Rồi. Mình cộng với lại cái nghiệm IS là bằng cái gì? Trừ 2 phần 15 X mũ 3 trừ 2 phần 25 X bình trừ 204 chia cho 125 x. Và chúng ta sẽ sử dụng các cái dữ kiện mà đánh cho để chúng ta tính thôi. Trước hết là y0 bằng 0. Đây, tên là y0 bằng 0 đúng không? y0 bằng 0, vậy chúng ta sẽ chia điều gì? Mình làm bên đây. Ok. Cho thay x bằng 0 vào thì đằng sau đây hết. Cho còn lại là C1 thôi đúng không? C1 cộng với lại C2 bằng 0. Y phẩy 0 là mình tính y phẩy của nó ra. Y phẩy nó bằng cái gì? 5C1 E mũ 5X cộng với lại C2. Đạo hàm đi là hết rồi. Rồi chúng ta cộng với lại bao nhiêu lần đó x bình, mình không quan tâm lắm, trừ bao nhiêu lần đó x, mình trừ cho 204 phần 125. Tại sao chúng ta không quan tâm? Tại vì chúng ta thay cái x bằng 0 vào thì cái mấy cái x bình với cái x là hết thôi, đúng không? Thay x bằng 0 vào chúng ta thừa là 5C1 nó sẽ bằng cái gì? Bằng 204 chia cho 125. Mình sẽ suy được đó là C1 sẽ bằng 204 chia cho 625. Rồi vậy chúng ta sẽ suy được là C2 bằng trừ C1 thôi. C2 bằng trừ 204 chia cho 625. Vậy thì hiện nay mình sẽ kết luận được nó là gì? Nghiệm tổng quát của nó. Y bằng 204 chia cho 625 E mũ 5X trừ cho 204 chia cho 625. Đây là trừ 2 phần 15 đúng không? Vậy là trừ cho 2 phần 15 X mũ 3 trừ 2 phần 25 X bình trừ 204 phần 125. Rồi, đoán kê chúng ta tính Y1 đúng không? Y1 thì chúng ta chỉ cần việc thay x bằng 1 ở đây là xong. Đây mình sẽ nhập vào. Can vai cho x bằng 1. Ra thu được đáp án là xấp xỉ 46.27. Đã cho thu được đáp án bài toán.